nghĩ rằng nó sẽ là một cái gì đó kinh khủng thôi. Nhưng đây là 8-9 món kinh khủng dồn vào một lúc. Rất là bàng hoàng bởi vì nó quá nhiều so với sức của hai vợ chồng. 7 đĩa mà đĩa nào cũng đầy. Tất cả chỗ này à? Em ăn cứ giúp con nào là con nhộng thì em phải ăn hộ anh vì anh bị dị ứng. Thế còn tất cả anh em sẽ ăn hộ em hết nha. Yên tâm. Đừng ghê gớm gì, cái này anh nhậu hàng ngày mà, yên tâm. Nhậu có ly rượu thì em ăn hết sạch luôn. Hết chỗ này nhiều quá nhỉ. Quá nhiều. Nhiều quá. Nhiều quá. Con bọ cạp Kiwi nghĩ rằng là cái con khó ăn nhất. Kiwi cũng giúp anh Dương bóc bỏ càng thì bóc ra thấy cái thịt nó nhũn nhũn trắng trắng đỏ đỏ hồng hồng. Bóc con bọ cạp ra thì ở trong nó có một cục thịt hồng hồng ở trong á. Rất là gớm ghiếc, nó nhầy. Thế là mình phải há ra mình ném một cái thật mạnh vào tận trong này là mình ức một cái cho xong đi. Nói chung là gớm ghiếc. Anh đừng nhìn em. Nuốt đi. Anh phải nhai chứ. Không vào rồi. Ra đây. Anh phải nhai không thì làm sao mà nuốt được. Anh nuốt chừng luôn cho xong đi, nhai kinh bỏ. Nuốt chừng ực như uống, em uống thuốc viên thuốc đắng ấy. To như này, viên thuốc nào bằng này. Thì cũng phải đấy thôi, cố thôi em. Lúc đầu nhìn là rơm rớm nước mắt rồi bởi vì bảo là anh ơi nếu không ăn thì phạt mấy tiếng, anh bảo phạt 3 tiếng nha. Thế mình nghĩ 3 tiếng thì các đội vượt lên thì lúc đấy mình phải, trong đầu mình nghĩ là thôi phải cố gắng quyết tâm bởi vì các bạn làm được thì mình cũng làm được. Rồi ăn. Nuốt chừng giống như uống thuốc em. Không, đừng ăn, con nhà anh ăn cho. Con nhà anh ăn cho. Kiwi đã ăn con gì sống sống anh nhỉ? Con đuông dừa. Con đuông dừa này. Cái gì đấy không biết. Con sâu dừa không sao đâu, con này ngon. Em cho Sling vào uống viên thuốc đắng á. Ôi mẹ ơi. Xong rồi à? Ôi giỏi thế. Con xong luôn rồi, giỏi hơn mình. Mình cầm con đuông dừa lên mình định ăn rồi, nhưng mà nàng cứ ngoáy cái đít, mà mình nhìn cái đít nàng lại có hai cái lông. Nàng cứ ngoáy cái lông vào mồm mình này, tôi chịu là đưa vợ vào là thôi em ăn đi, nàng làm bụp phát hết bốn con. Cố lên, phải ăn. Đừng phải nhai, nuốt không được đâu. Nuốt đi. Nuốt đi nhá. Còn nuốt là có xương. Ngon. Nhìn lên cây đi, nhìn lên. Không nhè đâu. Rồi lại chúa. Này các đội sẽ đuổi kịp. Thì cái trò này là trò các đội sẽ đuổi kịp. Chả ăn được đâu, anh cứ yên tâm. Thế đội nào thì phải ăn như thế. Thôi cố lên này. Nó đã vào bụng rồi thì chả phải thành vấn đề. Nó khó nhất là đưa vào xuống bụng. Muốn giải quyết cái đống này trước. Khó nhất này trước. Em mới ăn hết được, em giỏi lắm rồi. Xương thì sao em? Lúc mà ăn đĩa nhái thì trong đầu cứ nghĩ là dồi ôi càng ghẹ ngon quá, gặm càng ghẹ ngon quá. Càng ghẹ răng muối. Tưởng tượng thế thôi, sợ quá. Ngon lắm ấy. Lên phải nhai chứ nếu không thì hóc chết. Ui giời, bọng nó cứng như sắt. Không, dưới bụng có một cái kim. Em thấy cái kim không? Đấy, cái kim đấy. Lúc mà Kiwi ngồi bóc con điên điển á, cảm giác như đang bóc hạt dưa ấy. Bóc hạt dưa này, bóc cánh này. Lấy cái vòi nhọn ra này để bóc lấy cái nhân giữa cho anh Dương ăn thôi. Mình bóc này, bóc bảo anh ơi anh yên tâm em bóc sạch rồi anh chỉ cho vào mồm thôi. Nên một cái đĩa to đấy mà mình bóc thì cảm giác thì cũng nhanh thôi. Và hai lần ăn là hết cái đĩa đấy rồi. Cái này thì không dám nuốt chừng vì nó gai, nó xương, à cái gì nó giáp xác. Cái con cổ cộ á thì nó giống con ve nhưng nó to khoảng gấp 3 gấp 4 lần con ve. Thì nhìn nó rất là gớm ghiếc vì nó giống một con ruồi. Mình chưa ăn nó bao giờ nhưng mình biết là trong bụng nó xẹp lép à. Trông nó to vậy thôi nhưng xé bỏ những cái phần cứng đi thì nó chỉ còn cái bụng nó ở trong toàn là hơi thôi. Thì mình chỉ cần vo 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 lại là cái bụng nó xẹp xuống, nó chỉ còn miếng nhỏ.
thì mình giải quyết cái con cổ cộ, mặc dù cái đĩa trông rất khủng khiếp nhưng nó lại không gớm lắm. Lộ trình. Ôi giời ơi, chưa đi à? Xin mời nhá. Vào đây rồi mà đi. Các cháu, các con ơi. Vào đi. Ôi ngon thế. Ờ, kia kìa một giường đang đợi kìa. Ngon quá. Xin mời các bác. Đấy. Nhậu. Nhậu đi. He he. Thật là lợ. Cho xịn rượu nào. Ê, xin mời, xin mời. Anh. Anh bê cái con của anh sang kia. Cho mấy chai sờ tinh ra đây. Gì chứ ăn uống thích lắm. Sáng ăn no quá trời. Đối với Trang thì tất cả những thứ trên mâm đó đều là đặc sản. Bởi vì Trang thì rất thích ăn những con đấy và ăn thường xuyên. Đầu rồi ăn sao? Cái món này đắt lắm đấy. Con gọi con gì? Bỏ xít cho cánh cam. Con như con gửi vào cất trâu ấy. Anh ạ, con này vào cất trâu. Con sâu dừa kìa. Để. Ngon thế. Đắt lắm đấy, sâu dừa đắt lắm đấy. Ngày mà quán nhậu mà. Từ đầu mùa chạy đến giờ thì được ăn một cái món ăn và trong một cái lộ trình mà mình cảm thấy khoái chí như vậy. Có lẽ mọi người xem thì cũng chỉ thấy Trang vui vẻ nhất từ đầu trận đến giờ trong cái lộ trình đó mà thôi. Ngon kìa. Anh Dương ơi, đáng nhẽ ra là phải đơn ca tài tử, từng là tỉnh phú tướng. Này đây. Ngon gì đâu dám thích giấy mèn. Gớm ghiếc nhất của mình mà khiến mình buồn nôn á là con dơi. Vì con dơi này không được chế biến một cách ngon như là con dơi ở các cửa hàng đặc sản đâu, mà con dơi này được luộc một cách sơ bộ, nhạt phèo và mình phải bóc nhanh cái lông đi, xong bắt đầu sẽ ngặt bỏ một số những cái xương cánh đi vì nó sợ hóc, xong bắt đầu há mồm này đút ném gần là ném vào mồm, nhưng vì ném một cái nó đã xuống đến đây rồi. Lông nhiều quá. Cố lên. Không được, con Trang Khả nó vượt mất. Vì con Trang Khả nó vượt nên đội cam vượt nên bắt buộc phải làm bốc này trước. Anh làm bốc đấy đi. Mình cũng không thể tưởng tượng được vợ mình một ngày đẹp trời như thế trong một khu rừng lãng mạn thế lại có thể bốc cả một nắm này đầy những con nhộng nhúc thả vào mồm như thế này, nuốt ực mắt trợn lên mà không nôn ra một tí nào. Hải sản ơi, làm đi cưng. Ngon quá. Làm con này bốc đi. Ăn hộ á? Còn có em biết rồi. Ăn đi. Toàn chuột này. Thiêu phải ăn. Thôi phải ăn. Cứt cũng phải ăn. Đội này ăn đây này. Cứt thiêu thối ăn sao hết. Này chuột. Rơi, con rơi với cả con thằng làm chung nhau một miếng. Nói chung là Trang Khàn chắc không phải là người. Nên là ăn cái đó. Đội cam ăn rất là nhanh. Ăn ao. Ba. Yo. Ngon. Đội cam hôm nay rất vui bởi vì ăn những món tự yêu thích. Nhưng mà chính Trang Khàn làm cho vợ chồng mình nhanh hơn. Bởi vì khi còn lại một phần cuối cùng thì quá khó nuốt, đang ngắc ngứ thì thấy Trang Khàn ao đến. Ôi ngon quá, nhau, ôi sổi, ôi sao ít thế này. Rồi bà ấy ngồi, bà ấy nhau nham nhem. Ôi ngon. Vèo một cái đã hết nửa mâm mà mình thì vẫn còn này. Thôi lúc ý sợ hãi gì cũng vứt hết, bốc hết vào mồm nhai. Hai vợ chồng nhai nhồm nhàm. Em giúp anh nửa được. Em rất giỏi đấy. Anh không ngờ hôm nay em chiến đấu như thế. Anh tưởng một mình anh ăn hết mâm đấy. Hóa ra em làm 2/3 của anh.